Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 10. Như vậy thì cũng giống như lời hứa thì thầy sẽ quay cho các em ở cái đề thi học kỳ 1 để chúng ta tham khảo đề thi về toán, hóa và sinh. Sinh thì cô sẽ cho các em hai đề. Ok, toán thầy cho hai đề và hóa thầy sẽ cho hai đề. Được chưa nào? Thầy sẽ quay xong hai cái đề này xong rồi thầy sẽ tiếp tục làm ở trong sách giáo khoa để chúng ta khỏi hối thầy. Được chưa nào? Đề trung học phổ thông thì chắc chắn là do sở ra rồi ha. Như vậy thì ở đây bây giờ như đây, thầy chỉ cho các em tham khảo cái đề này trước, sau đó chúng ta sẽ tự làm, rồi các em mở video của thầy lên rồi chúng ta mới tham khảo cái cách trình bày cũng như là cái cách làm của thầy. Các em hiểu không nào? Được chưa? Đề này gồm có 5 câu. Ok. Ta đã thấy rõ cái đề như nào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tắt video, rồi chúng ta tự làm. Sau khi chúng ta tự làm xong, sau đó các em mình sẽ mở video lên và tiếp tục xem cái lời giải và cách trình bày của thầy trong cái đề bài này như thế nào. Có được chưa nào? Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi bắt đầu đi sang câu số 1 các em nhé. Rồi, chúng ta đi sang câu số 1 các em. Câu này chiếm 1 điểm rưỡi nha. Chúng ta đề bài như sau: giải và biện luận theo tham số M phương trình. Giải và biện luận theo tham số M của phương trình 3M trừ x bằng 1 trừ 9m bình phương x. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy này, khi mà để chúng ta giải biện luận thì ở đây là cái phương trình bậc nhất là biên x ở đây chứ không phải là bậc hai em. Như vậy chúng ta sẽ chuyển vế đổi dấu chỗ nào có x chúng ta chuyển một bên. Như vậy thầy sẽ chuyển cái âm 9x mũ 2 này qua bên đây, 3x này qua bên đây và đổi dấu. Được chưa nào? Đã tương đương. Chuyển cái này qua thì cái này sẽ trở thành dương là 9m bình phương x trừ x số 1 để viết lại, chuyển cái này qua trở thành trừ 3m. Được chưa nào? Đó, ta tương đương tiếp. Như vậy ở bên đây chúng ta đặt cái gì ra chung? Chúng ta đặt x ra chung, bên trong còn lại là 9m bình phương trừ trừ 1 bằng, ở đây thầy sẽ đặt chỗ trừ đằng trước, nó trở thành là 3m trừ 1. Được chưa? Đó, ta tương đương tiếp nha. Như vậy thì ở đây chính là hằng thức số mấy em? Ở đây chính là hằng thức số 3. Hằng thức số 3 chúng ta đưa về là 3m trừ 1 nhân cho 3m cộng 1, hằng đẳng thức số 3 nha. Như vậy x sẽ nhân cho 3m trừ 1 nhân cho 3m cộng 1. Ở đây trừ cho 3m trừ trừ 1. Tới đây rồi thì chúng ta sẽ ký hiệu cái phương trình này là cái phương trình sao đây. Được chưa nào? Như vậy bây giờ chúng ta sẽ biện luận theo tham số M. Tham số M. Như vậy chúng ta có trường hợp thứ nhất, nếu như ở đây các em thấy là x mà ở đây là 3m trừ 1 nhân 3m cộng 1 thì ở đây chúng ta sẽ cho nó khác không? Khác không nghĩa là 3m trừ 1 này sẽ khác không và 3m cộng 1 này sẽ khác không? Nghĩa là m sẽ khác là cộng cộng trừ 1 phần 3. Được chưa nào? Như vậy thì nếu như mà m khác cộng trừ 1 phần 3 thì các em sẽ lấy cái anh này chia cho, nghĩa là cái vế bên phải này chia cho cái, nghĩa là x sẽ bằng trừ 3m trừ 1 sẽ chia đây, nghĩa là anh đây với anh đây hết. Như vậy bên đây còn số 1 và anh đây sẽ còn là 3m cộng 1. Có hiểu không nào? Như vậy thì ở đây trường hợp này chúng ta có đây, nếu 3m trừ 1 nhân 3m cộng 1 khác không thì chúng ta suy ra m sẽ khác 1 phần 3, m sẽ khác âm 1 phần 3 ở đây, thì cái phương trình sao, phương trình sao có mấy nghiệm em? Có nghiệm duy nhất, chỉ có một nghiệm duy nhất thôi các em nhé. Có nghiệm duy nhất,
có nghiệm duy nhất như vậy x của chúng ta ở đây là chúng ta lấy là âm 3m trừ 1 chia cho 3m trừ 1 nhân 3m cộng cộng 1. Như vậy hai đây chia hết, như vậy thì ta có trừ 1 trên cho 3m cộng 1 xong. Được chưa? Chúng ta biện luận theo như thế. Ok. Cái trường hợp tiếp theo. Hả nào? Nếu m của chúng ta là bằng 1/3. Để vô trường đi. Hả nào? Nếu mà đã khác không thì nó có nghiệm duy nhất. Còn nếu như mà m của chúng ta bằng 1/3 thì chúng ta thế vào chỗ đây. Đây này, thế vào cái chỗ này là em. Chỗ nào có m chúng ta thế vào chỗ đây. Các em có hiểu nè. Đó thì cái phương trình sao trở thành ta thế vào chỗ đây. Như vậy m 1/3 thì ta có là 3 nhân 1/3 trừ 1 thì bằng 0. Như vậy vế bên đây sẽ bằng 0 này, 0 x này. Ở đây là 3 nhân 1/3 bằng 1, 1 trừ cho 1 cũng bằng 0. Như vậy thì ở đây nó sẽ bằng 0. Như vậy thì 0 x mà bằng 0 thì chứng tỏ là suy ra cái phương trình sao như thế nào em? Vô số nghiệm. Vô số nghiệm. Em hiểu nào? Đó. Cái trường hợp tiếp theo, nếu m bằng âm 1/3 nào, thì phương trình sao chúng ta trở thành gì game? Nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ thế vào ở chỗ đây âm 1/3 thì bên đây chắc chắn sẽ bằng 0. Thì ở đây sẽ bằng là gì? Kết quả là âm 2. Có dấu trừ nữa là còn 2. Đúng chưa? Như vậy thì nó sẽ là 0x sẽ bằng là bằng 2. Như vậy thì cái phương trình sao là suy ra cái phương trình sao sẽ là như nào? Có nghiệm không em? Phương trình sao vô nghiệm. Không có cái x nào mà thỏa mãn mà nhân với 0 bằng 2 được. Hả nào? Các em hiểu chưa? Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ kết luận. Vậy phương trình đã cho cái dạng này phải có sự kết luận em nhé. Thứ nhất là có nghiệm duy nhất. Có nghiệm duy nhất x bằng âm 1 trên 3m cộng 1 khi m khác cộng trừ 1/3. Có vô số nghiệm khi m bằng 1/3. Vô nghiệm khi m bằng âm 1/3. Được chưa? Đó. Nhớ là chúng ta làm tới 90 phút em nhé, nên đừng có vội vàng gì hết, mà cứ làm từ từ, phải suy nghĩ thật chắc chắn. Câu nào dễ thì làm trước, câu khó thì làm sau. Và khi đặt bút làm thì nó phải suôn sẻ từ A tới Z, chứ không phải làm nhiều làm tới đây cái thấy dưới đây bấy nghe sạc. Thế là tự nhiên cái bài của mình không thể nào đạt điểm tối đa được em, và chúng ta sẽ gọi là mất hứng em. Làm toán thế như vậy chứ đâu nó không phải có hứng em à. Nó có hứng thì làm nó không trôi chảy. Tự nhiên trong đầu chúng ta nó sẽ suy nghĩ và nó sẽ rất là sáng. Còn tự nhiên khi chúng ta làm mất hứng rồi thì thầy nói các em nó không còn ngon lành gì nữa, cái kiểu thế. Các em thấy thầy nói nhiều mà đến nỗi cái tiếng của thầy nó bị vỡ giọng. Do dạo này ôn thi học kỳ cho học sinh học thêm rồi này nọ trên trường nữa, nên là thầy nói nhiều với lại thầy dạy cho các em nữa đấy, online nữa, cực kỳ mệt các em. Nên giọng thầy giống như con vịt cồ, vịt đực thì chúng ta thông cảm nhé. Rồi ok, chúng ta sẽ đi sang câu số 2.
Rồi chúng ta đi sang câu số 2 nha. Câu này chiếm 2 điểm nha. Cho hàm số y bằng ax mũ 2 cộng bx cộng c. Cái điều kiện chúng ta đây là a khác không? Đó này, câu a này. Biết đồ thị của hàm số để cho có đỉnh s. Ở đây là có đỉnh đó nha em. Đỉnh s sẽ bằng 1 và 4 này. Có đỉnh. Cái đỉnh khi đó chúng ta sẽ biết được hoành độ và tung độ của s, thì khi đó chúng ta đã gần như đã có rồi đó. Và các trục tung, và đây, và các trục tung tại điểm có tung độ bằng 3. Hay nào? Tìm các hệ số a, b, c. Có được chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ đặt ở đây là một cái parabol b đây. Như vậy thì ở đây các em thấy rằng là gì? Cái parabol b này nó cắt trục tung, nghĩa là cắt trục OI tại điểm có tung độ bằng 3. Nghĩa là khi đó là gì? C này bằng mấy? C này đã bằng 3. Khi đó chúng ta chỉ nhiệm vụ là tìm A với B này nữa thôi. Nghĩa là ở đây người ta đã cho game C bằng 3 rồi. Mà ở đây người ta cho tọa độ đỉnh S, thì chứng tỏ chúng ta đã có công thức rồi game. Ở trong các cái bài khảo sát sự biến thiên thì chúng ta đã biết rồi. Cái đỉnh S, XS này sẽ bằng là trừ B trên 2A. Và YS này sẽ bằng là trừ delta trên nhau cho 4A. Thì đây chính là cái đỉnh S. Chúng ta dựa vào đó để chúng ta tìm ra được A và B. Các em hiểu chưa nào? Ok, thầy sẽ làm cho các em xem nha. Làm câu A. Đang lập luận đầu tiên để chúng ta suy ra cái hệ số C ở đây. Dựa vào là cái parabol B này nó cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3. Thì nghĩa là C này bằng 3. Được chưa nào? Như vậy thì các em ghi như đây. Giao điểm của B ba kích parabol cái đường với cái trục gì, trục tung là trục OI có tọa độ là gì các em? 0 0 3 nên cái gọi cái điểm này là cái điểm A đi, nó thuộc parabol B, nên từ đây chúng ta suy ra cái điểm C này sẽ bằng cái hệ số C này sẽ bằng bằng 3. Được chưa nào? Khi có hệ số C rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tìm được cái hệ số A và B, chúng ta dựa vào cái tọa đỉnh, độ đỉnh S này. Được chưa nào? Vì cái tọa độ đỉnh S bằng 1, 4 ở đây. S này nó thuộc B, ta có được điều gì các em? Như vậy thì ta có là gì? S thuộc B nên chúng ta sẽ tương đương là những em XS này theo công thức của chúng ta là bằng trừ B trên 2A. Cái này chúng ta đã biết rồi. Như vậy XS này chính là cái gì? Hoành độ. Như vậy đây bằng 1. Đó nào, YS của chúng ta là sẽ bằng trừ delta trên cho 4A. Ở đây sẽ bằng 4. Từ đây chúng ta sẽ giải ra. Đó nào, như vậy chúng ta tương đương tiếp. Như vậy thì ở đây chúng ta nhân ra đây. Nhân ra đây thì chứng tỏ B này, âm B sẽ bằng 2A, nghĩa là B sẽ bằng âm 2A. Có được chưa? Âm delta mà delta của chúng ta là trừ B, B bình phương trừ 4AC. Sẽ bằng là gì? Kem lấy 4A nhân 4A nhân 4 nhân chéo lên đây. Như vậy đây là bằng 16A. Các em hiểu chưa nào? Chúng ta tương đương tiếp. Ta thế rồi đây. Như vậy thì B này sẽ bằng âm 2A, cứ để nó đi. Trừ này. Trừ ở đây là gì các em? Trừ 2A tất cả bình phương. Như vậy thì ở đây B bình phương, mà B bây giờ thầy thế bởi là âm 2A. Như vậy thì ở đây bình phương ở đây trừ 4A. C của chúng ta là thế về số 3 bằng 16A. Tương đương tiếp B bằng âm 2A. Ta xử lý chỗ đây kia. Trừ này. Ở đây là 4A bình phương. Đó là trừ 12A. Chuyển ở đây qua đây là trừ 16A bằng 0 ở đây. Như vậy B này sẽ bằng âm 2A. Có được chưa nào? Như vậy thì chúng ta sẽ coi thế nào.
bỏ dấu ra, trừ 4a bình phương cộng 12a trừ 16a bằng 0. Tương đương tiếp. Như vậy thì ở đây nó bằng bao nhiêu nha? Như vậy thì b sẽ bằng âm 2a ở đây đó. Âm 4a bình phương 12a trừ ở đây là 4a bằng 0. Đó nè. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là tương đương chúng ta sẽ bằng bao nhiêu nè? Ok. B bằng âm 2a chuyển qua âm 4a bình phương sẽ bằng 4a ở đây. B bằng âm 2a. Như vậy ở đây chúng ta chia cho 4, chia cho a, chứng tỏ a ở đây sẽ bằng bao nhiêu? Âm 1 đúng không nào? A chúng ta sẽ bằng âm 1. Tương đương là chúng ta thế lên trên đây như vậy, b sẽ bằng âm 2 nhân cho âm 1 thì b này sẽ bằng 2. Như vậy a chúng ta bằng âm 1. Và đồng thời C chúng ta là bằng 3. Đó nè. Vậy B, cái parabol B chúng ta là Y này. A chúng ta bằng âm 1 này là bằng âm X mũ 2 cộng 2X cộng cho mấy? C chúng ta là bằng 3. Xong. Câu A. Ok. Câu B người ta yêu cầu em là khảo sát sự biến thiên và vỉa đồ thị của hàm số câu A và tìm được. Đây, ta nhìn lại câu A một xíu, có tọa độ đỉnh rất là khỏe ha. Cái đề này chắc thầy sẽ chia thành hai clip các em nhé. Thầy sẽ giải cho em ở câu 1, câu 2, câu 3 ở trong clip hôm nay. Câu 4 và câu số 5 khá là dài nên thầy sẽ chia vào clip sau và thầy sẽ quay để các em tự làm trước. Vào ngày mai thầy sẽ up sau, được chưa nào? Nói một clip mà một cái đề này thầy nói với em là mỏi luôn á. Tiếng thầy nó rờ nó luôn em. Cùng ta đi sang câu B nhé. Câu B các em. Như vậy cái hàm số của chúng ta hồi nãy là y sẽ bằng âm x mũ 2 này cộng 2x cộng 3. Như vậy bây giờ người ta yêu cầu là các em khảo sát sự biến thiên của cái hàm số này. Như vậy thì ở đây chúng ta đầu tiên chúng ta đi tìm tập xác định, nhớ nhé. Các bước làm khảo sát sự biến thiên thì trong các clip ở cái chương 3 thì thầy đã hướng dẫn em rất là kỹ rồi. Như vậy D thì sẽ bằng R. Tọa độ đỉnh chúng ta là khỏi cần tìm ha. Tại vì chúng ta đã biết rồi. Chứ không bình thường chúng ta phải đi tìm tọa độ đỉnh các em. S của chúng ta là 1 với 4. Các em hiểu nào? Được chưa? Chúng ta sẽ đi tìm thầy cái trục đối xứng. Các cái bước làm thì chúng ta đã biết đúng không? Trục đối xứng ở câu này bằng bao nhiêu em? Như vậy x của chúng ta sẽ bằng mấy? X bằng 1. Cái việc đi tìm tọa độ đỉnh với trục đối xứng thì trong các video kia thầy nói với em là cực kỳ đơn giản đúng không? Và đồng thời hồi nãy chúng ta thấy là cái B này, parabol B này nó cắt OI tại cái điểm A cũng ta là hồi nãy là bao nhiêu? 0,3 đúng không nào? Và đồng thời cắt OX tại hai điểm thì bây giờ chúng ta tìm cái đã. Bây giờ nghĩa là cắt trục OX thì nghĩa bây giờ chúng ta sẽ cho Y bằng 0 thì chúng ta tương đương âm X mũ 2 cộng 2X cộng 3 bằng 0. Đây là cái phương trình có dạng đặc biệt thì hàng lần ta bấm máy tính thì chúng ta thấy là x của chúng ta sẽ bằng mấy? X chúng ta sẽ bằng âm 1 và x của chúng ta là bằng 3. Cái đúng không nào? Như vậy thì tại hai điểm ở đây thì thầy lấy đó chính là cái điểm B chúng ta là âm 1 0 và cái điểm C chúng ta là 3 3 0. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái bảng biến thiên em nhé. Còn bạn nào mà chưa rành các bước mà để mà gọi là việc tìm hiểu sự biến thiên và vỉa đồ thị hàm số này thì chúng ta vào các video của thầy ở trong kênh này đã có sẵn rất nhiều video để mà thầy vỉa cái parabol này, có được chưa nào? Đó, như vậy thì ở đây chúng ta dùng thước ta vỉa cái bảng biến thiên đi.
Như vậy đây là x, đây là y, tọa độ đỉnh ra đây là 1 này. Rồi đây là 4 này. Như vậy đây chính là âm vô cùng. Đây là dương vô cùng, đó nè. Như vậy các em thấy là ở đây a, cái hệ số a người ta âm thì nó đã, khi a âm và a dương thì nó đã có cái chiều biến thiên rồi, có đúng chưa nào? Đó, như vậy thì đoạn này nó sẽ tăng dần, động biến. Đoạn này thì nó sẽ như nào? Nghịch biến này, giảm. Được chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta ghi đây là hàm số để cho đồng biến âm vô cùng cho tới 1 và nghịch biến 1 tới dương vô cùng. Bây giờ chúng ta vẽ đồ thị. Vẽ đồ thị thì nó cũng khá là đơn giản thôi em, chẳng có gì gọi là phức tạp cả, tại vì thầy đã hướng dẫn cho các em rồi, rất là nhiều cái đồ thị hàm số ha. Như vậy đây chính là y, đây là x, đây là không. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm giùm thầy cái tọa độ đỉnh ha, tọa độ đỉnh. Như vậy bây giờ ở đây chúng ta thấy này, thầy chia cho nó đều nha. Ở trong nếu mà trong giấy của chúng ta thì đã có ô rồi. Rồi, tọa độ đỉnh của chúng ta là bao nhiêu? À, 1, 4, như vậy ở đây 1 này, 4 ở đây. Nên đi thi chúng ta phải đem cái thước vỉ parabol theo em nhé, để vỉ cái đường cong ở đỉnh. Đây, như vậy thì đây chính là cái tọa độ đỉnh S này. Các em hiểu nè, cái trục đối xứng của chúng ta là x 1 đây này, cái trục đối xứng của chúng ta này. Đây, trục đối xứng này x bằng 1 này, được chưa? Bây giờ cái nó cắt ở parabol này, nó cắt điểm 0, x bằng 0, y bằng 3, 0, 3 đây, điểm A đây, 3 này, đây chính là điểm A này, được chưa? Đó, từ đây về xuống này, rồi nó cắt ở trên cái hai cái hệ trục hoàn này là tại điểm âm 1, 0, âm 1 đâu, đây, âm 1 này, đây chính là điểm B này, 3, 0, 1, 2, 3 đây, điểm C đây, rồi, vậy thôi, đây, thức parabol này, chắc lừ, ha, đói. Thầy Quang thì nói đâu có đơn giản đó, thấy không em? Đúa 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 đúa. Ok không vậy chưa? Rồi đó, quá ẹp luôn, em thấy cái ẹp không? Ẹp quá ẹp. Ở đây thầy nó không quên phải bị cua em đó, phải bị cua để cho nó lượn theo em. Rồi ok con dê, ây da cậu bị hơi méo méo không rồi, nhưng mà thôi mắt nó lên lé xíu không được nha. Ok được chưa, mắt nó hơi lé xíu em nhé, giống như cái đó đùm cá quá em. Rồi ok câu B. Thầy sẽ giải cho em câu số 3 này nha, còn câu 4, câu 5 tí nữa thầy quay quay trở lại rồi chúng ta sẽ tự giải. Rồi ngày mai 7 giờ tối ngày mai thầy sẽ up video lên để chúng ta đối chiếu kết quả và chúng ta xem.
cái cách trình bày. Ok, chúng ta sẽ đi sang câu số 3. Ta đi sang câu số 3 các em. 2 điểm ha, giải các phương trình. Ở câu A, đây chính là cái phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối. Thì gặp trường hợp này chúng ta sẽ chia hai trường hợp ra và nhớ phải có điều kiện để chúng ta lấy vào lò nghiệm nha. Như vậy đây đang ghi là ta chia cái dấu giá trị tuyệt đối này ra trở thành hai trường hợp. Được chưa nào? Trường hợp thứ nhất là 3x trừ 4 này, khi trò này lớn bằng 0, hay là khi là x sẽ lớn bằng là 4 phần 3. Và ở đây là chúng ta đặt chủ trương trước 3x cộng 4, nghĩa là đổi dấu luôn khi x nhỏ hơn 4 phần 3, nghĩa là cho cái này lớn bằng 0 và cho cái này nhỏ hơn bằng 0, thầy nhỏ hơn 0 thì ra được như này. Được chưa nào? Trường hợp 1, khi x lớn bằng 4 phần 3 thì ở đây ta ký hiệu này là phương trình 1 đi, hay là thì phương trình 1 nó sẽ tương đương là gì em? 3x trừ 4 sẽ ra được là ở đây là 2 trừ x. Chúng ta chuyển vế đổi dấu, cái việc giải cái này thì rất là đơn giản ha. Ta giải nhanh. Chuyển cái âm x đi qua cộng x. Chuyển qua đây cộng 4. 4x ở đây là bằng 6. Như vậy x này sẽ bằng 6 phần phần 4, nghĩa là bằng 3/2. Hay là như vậy thì ở đây các em thấy x lớn bằng 4 phần 3 và đây x bằng 3 phần 2, nghĩa 1 phần 5 thì chắc chắn là đây là lấy đã thỏa mãn hết rồi. Trường hợp 2, khi x nhỏ hơn 4 phần 3 thì cái phương trình 1 nó tương đương là gì? Ở đây nó sẽ là gì? Âm 3x cộng 4 sẽ bằng 2 trừ x. Như vậy chúng ta tương đương là gì? Âm 3x chuyển đây là cộng x bằng 2 trừ 4. Đây âm 2x sẽ bằng âm 2. Tương đương là x đây sẽ bằng bằng 1. Có đúng không? Như vậy cái này cũng là lấy này. Tại vì x nó nhỏ hơn 4 phần 3. 1,33 mấy nghe. Là bấm máy tính ra chúng ta sẽ thấy. Như vậy chúng ta kết luận ở đây là vậy. Ta ghi câu này giùm thầy. Thử lại. Đó là thử lại nghiệm. Ta thấy cả hai nghiệm x bằng 1 với lại x bằng 3 phần 2 đều thỏa mãn phương trình 1. Sau đó các em kết luận vậy, phương trình đã cho có mấy nghiệm em? Có hai nghiệm, đó là x sẽ bằng 1 với lại là x sẽ bằng 3 phần 2. Đây nghe. Câu này thì khá là đơn giản, không? Các em học thầy 3 năm chắc là cái chữ x của thầy các em nhìn chắc nó quen rồi chứ. Chắc không bao giờ nhìn ra chữ n đâu đâu hề. Ok. Thầy cũng rất là vui khi thầy cũng đã sắp xếp được và đồng hành cùng các em. Nó thật sự là như thế. Thầy cũng suy nghĩ mà nếu lên lớp 10 thầy lại bỏ các em thì không biết như thế nào. Không biết các em học ở đâu, cứ thầy cũng suy nghĩ thế. Nên thầy phải theo các em ạ. Và chắc là khi thầy lại theo hết phổ thông luôn. Chúng ta đi sang câu B nhé. Ta đi sang câu B kia. Câu 3B. X trừ căn 2 của 2x trừ 5 bằng 4, đây số 2 các em nhé. Rồi, như vậy thì đối với phương trình này chúng ta sẽ chuyển cái này này qua bên đây, chuyển số 4 qua để cho nó cái căn này cho nó vuông. Nghĩa là gì? Sau khi chúng ta chuyển thì chúng ta tương đương này. Căn bậc 2 của 2x trừ 5 chuyển này qua thì nghĩa là x trừ 4 ở đây. Các em hiểu nào? Đây là cái phương trình chứa gì căn thức thì chúng ta tìm cái điều kiện là chúng ta cho biểu thức cho căn này sẽ lớn bằng 0, nghĩa là không âm. Như vậy đây các em ghi là cái điều kiện
Điều kiện ta là 2x trừ 5 sẽ lớn bằng 0 à, thì tương đương ở đây là x sẽ lớn bằng 5 phần 2. Cái được chưa nào? Như vậy thì ở đây à, chúng ta có, ta ký hiệu tại đây phương trình 2 ở đây đi. Phương trình 2 ở đây. Như vậy thì khi đó cái phương trình 2 à, cái phương trình 2 của chúng ta ở đây là phương trình 2 ta tương đương. Sau khi ta tìm điều kiện rồi, chúng ta bình phương hai vế nhá. Ta bình phương hai vế thì cái dấu căn này nó sẽ mất đi. Và bên đây sẽ là bình phương. Ta có là 2x trừ 5. Đây hạng thức số 2 em. Hạng thức số 2 ta khai triển ra trở thành là x mũ 2 trừ bao nhiêu em? 2ab nghĩa là 8x cộng cho 16. Ta tương đương tiếp, ta chuyển hết cái này qua là x mũ 2 trừ 8x cộng 16 cái đề đó. Chuyển qua trở thành trừ 2x cộng 5 bằng 0. Ở đây. Ta tương đương ở đây là x mũ 2 trừ 8x với trừ 2x là trừ 10x. 16 cộng cho 5 là cộng cho 21 bằng 0. Cái đúng không? Tới đây chúng ta suy ra nó có hai giá trị của x. Ta bấm máy tính nha. Có. Lần cấp 3 thì xài máy tính vô tư rồi đúng không em? À, 1 này. Đây. Đẩy lên thì bấm cho em xem. 1 trừ 10 21. Như vậy x bằng 7 và x bằng 3. X bằng 7, x bằng 3. Và x ở đây lớn bằng 5 phần 2. Khi em thấy nè, x lớn bằng 5 phần 2. Như vậy thì chúng ta thấy cái điều kiện chúng ta như thế nào? Em thấy là cái điều kiện chúng ta x lớn bằng 5 phần 2 như là 2,5. Thì em thấy 7 với 3 này đều thỏa mãn nha. Nhưng mà ở đây chúng ta lưu ý nè, chúng ta thay ngược trở lại này. 7 này, lên đây, 7 này. 2 x 7 là bằng bao nhiêu? 2 x 7 là bằng 14. 14 trừ 5 là bằng 9. Căn bậc 2 của 9 bằng 3, 7 trừ 3 bằng 4, đúng này. Bây giờ em thay số 3 trở lên đây. 3 ở đây đúng không? 2 nhân cho 3 thì bằng mấy? Bằng 6. 6 trừ 5 bằng 1, căn bậc 2 của 1 là bằng 1. 3 trừ 1 là bằng 2. Như vậy 2 không bằng 4. Chứng bậc tỏ cái 3 này là loại này. Được chưa nào? Như vậy thì ở đây em kết luận cho thầy một câu như này. Cả hai nghiệm x bằng 7 và x bằng 3 đều thỏa mãn phương trình 2 đó là, nhưng khi thay vào phương trình 2 thì giá trị x bằng 3 là loại à, vì 2 bằng 4 ở đây chúng ta ghi là vô lý. Được chưa nào? Còn giá trị x bằng 7 nghiệm đúng. Nghiệm đúng. Vậy phương trình 2 có nghiệm duy nhất. Đó. Nếu như bài đây chúng ta không thế ngược trở lại, chúng ta sẽ kết luận ngay là có hai nghiệm được em. Là x ở đây bằng 7 thôi. Các em hiểu chưa nào? Bài 3 câu B các em. Nên là trong quá trình giải chúng ta phải thế ngược lại giúp thầy để chúng ta kiểm tra nha. Ok. Đây các em. Cái đề bài câu 1 nè. Rồi, bây giờ thầy quay lại để các em thấy câu 4 và câu 5 một lần nữa. Được chưa nào? Rồi các em sẽ tiến hành giải giúp thầy câu 4 và câu 5. Vào tối ngày mai vào lúc 7 giờ thầy sẽ up video để chúng ta xem cái cách giải và cách trình bày của thầy. Ok, tới đây clip hôm nay là tới đây kết thúc, cũng là 35 phút em. Thì thầy mong các em luôn luôn là ủng hộ thầy, clip quảng cáo, say comment tích cực, like, chia sẻ em thầy nhé. Ok, cảm ơn các em đã luôn luôn đồng hành và theo dõi kênh của thầy. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong clip vào ngày mai nhé.